Hey, what's up mấy bạn? Trở lại với lại cái vlog mới của Trung. Thì bữa nay là ngày chủ nhật. Thì bữa nay là cái ngày cheat meal của Trung. Thì bữa nay là Trung sẽ làm mì Ý. Nhưng mà sáng là Trung đã làm rồi. Thì giờ Trung sẽ show cho mấy bạn xem cái mì Ý của Trung nó ở đây. Và cheat meal thì hiện tại là Trung đang ăn khoảng 2.001 calorie. Thì cheat thì Trung cheat thêm khoảng cỡ 500 năm 500 đến 600 calorie hơn thì chúng sẽ dùng mì Ý, thì như vậy nó sẽ đẩy được cái lượng carb lên rất là nhiều. Thì bữa nay là Trung sẽ tập ngày chân leg day nhưng mà tập trung vào cái phần đùi trước nhiều hơn ha, và sau đó sẽ có hai bài hamstring nhẹ là cái hai bài đùi sau. Thì và sẽ có một cái ngày là tập đùi sau hết và sẽ có hai bài quad. Thì các bạn thấy được cái độ giống giống nhau của cái chest với shoulder với lại shoulder với chest đúng không? Ok, thì bây giờ tôi cho các bạn xem cái mẹ chúng làm ở đây. Phải. Yeah. Thì đây là cái mì Ý thịt gà mà Trung làm, với lại có green bean là đậu đậu que nè, rồi thịt gà và cà chua. Và ở đây là mì Ý đã luộc rồi. Thì lúc nãy là Trung đã ăn rồi và cái này là để buổi chiều nay ăn. Hy vọng là và tối nay là Trung sẽ đi tập ngày chân ha, Trung sẽ về cho bạn xem. Okay, peace. Yo, thì bây giờ là Trung mới đến gym. Thì bây giờ là 10 giờ chủ nhật. Thì lúc này là Trung đi uống cà phê một mình để làm pre-workout. So bây giờ Trung sẽ lên tập nghề chân. Thì bây giờ cà phê nó mới vô, leo lên 5 tầng lầu nữa. Thì kiểu như là nó mệt tim vậy. Giờ đúng thở đúng nhiều luôn. Ok, thì bây giờ Trung lên gym và warm up nghề chân. Let's go. Xin mấy bạn trở lại với vlog của Trùng. Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập ngày chân tempo. Thì cái bài đầu tiên, lúc nãy là Trung đã có quay một số những cái động tác warm up rồi ha, mấy bạn còn có thể tập theo Trung ha. Thì cái bài đầu tiên nó là cái bài close stance squat. Thì đây là cái bài mà cái hai cái bàn chân của chúng ta nó sẽ hẹp ở trong độ rộng của vai ha, nó là close stance luôn, là gần như là hai chân nó dính vào nhau, hai chân chạm vào nhau nhưng mà nó không chạm, nó chỉ gần nhau thôi, nó hẹp á. Rồi thì bài này nó yêu cầu những bạn nào mà cổ chân còn yếu á, thì chúng ta sẽ rất là khó khăn để tập ở bài này. Cho nên là trước video là Trung đã có đưa ra một cái bài để luyện cổ chân dần rồi ha. Nếu bạn nào tập không được thì mấy bạn có thể luyện cổ chân dần, sau đó chúng ta sẽ tập thử bài này. Thì bài này chúng ta sẽ có 4 set, thì đây là hai set cuối của Trung. Là một set khá là nặng là 120 kg, thì đi close stance thực sự rất là pump cái đùi trước luôn. Thì cái bài này á, là nó cái mục đích là nó tác động vào cái đùi trước của chúng ta rất là nhiều ha.
thì chúng ta đi với cái tempo là 4 giây đi xuống, thì như vậy nó sẽ tăng cái độ cái cường độ lên trên cái đùi chúng ta cực kỳ nhiều. Các bạn có thể thấy là chung xuống cực kỳ chậm, là chỉ có 4 xuống 4 giây, sau đó là chúng ta sẽ lên nhanh. Thì bài này nó như chúng nói rồi, nó đều nó yêu cầu rất là nhiều về cái cổ chân ha, nên mấy bạn ráng luyện cái cổ chân giúp chung và sau đó chúng ta mới chơi được bài này. Còn không á, là cái lỗi rất là dễ thấy khiến cái cổ chân chúng ta nó không dẻo á, là cái lưng của mấy bạn sẽ bị cụp liền, sẽ bị cụp về phía trước rất rất là nhiều luôn. Hey, thì cái set squat vừa rồi là chúng ta sẽ đứng hai cái chân nó hẹp lại, nó ở trong cái inside shoulder width, nghĩa là nó ở trong cái bả vai chúng ta và nó ở nhỏ hơn ở trong cái phần vai chúng ta. Thì cái tempo của nó là lúc chúng ta xuống là chúng ta sẽ xuống 4 giây là nó lên bình thường. Thì chúng mới finish xong cái set 120kg này thì cực kỳ nặng, 4 set nhân cho 8 rep ha. Và sau đó chúng ta sẽ qua một cái bài cũng rất là ác mộng, đó là bài superset và giữa hack squat và leg press. Hai bài này chúng ta sẽ đi với lại cái số set là 6 set, và cái bài hack squat này chúng ta sẽ đi 10 rep và bài leg press chúng ta sẽ đi là 20 rep ha. Và chúng ta đi superset như vậy 6 set nha mấy bạn. 6 set đó nó là thật chứ không đùa đâu, đó là 6 set và rất là mỏi luôn. Nên cái bài bữa nay nó tương đối ngắn nhưng mà volume của mỗi bài nó rất là cao. Và sau đó mấy bạn sẽ chuyển qua bài leg press, thì cái này là mấy bạn sẽ đi thấy 6 x 20 không? Thì các bạn sẽ superset giúp chung ha. Thì ở cái video tip đằng sau này thì mấy bạn sẽ thấy được cái sự liên tục. Thì chúng có nhờ bạn chung quay giùm, chúng ta sẽ đi liên tục ha. Và ở cái bài leg press này thì cái bàn chân của chúng ta sẽ đặt dạng giống như là hai cái bàn chân chạm vào nhau ha, gần như là chạm vào nhau, hoặc là mấy bạn có thể để song song cũng được. Thì nó tác động vào cái outer core của chúng ta là hai cái má đùi ngoài rất là tốt luôn, nếu như chúng ta để hai chân song song và hẹp lại với nhau. Thì như vậy nó sẽ tác động ở má đùi ngoài khi mà chúng ta tập với cái bài leg press ha. Đây bài hack squat thì ở chỗ trung tập á là không có máy hack squat, nên ra là chúng phải chế với lại cái bài Smith machine này. Thì chúng sẽ đứng một cái đường chéo ra như vậy so với cái máy và chung xuống có kiểm soát, nhớ là kiểm soát phần hông và cái lưng mấy bạn nha, đừng xuống quá sâu ở cái bài hack squat mà dùng cái máy Smith machine này, bởi vì nó sẽ tác động vào cái lưng rất là nhiều. Cho nên mấy bạn nhớ kiểm soát và tác động vào đùi trước và làm nó vào đùi sau thôi ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ superset. Đó mấy bạn có thể thấy thì đây là 20 rep, thì mấy bạn đi như vậy cho chung là 6 set tất cả. Thì cái bài này thực sự nó là một cơn ác mộng luôn á. Đằng sau chúng ta sẽ còn những cái bài rất là kinh khủng. Thì bữa chúng tập cái bài này xong về coi như là muốn rụng cái đùi trước luôn, nó kinh khủng. Thì bài này chúng đánh giá là một cái bài cũng tương đối là nâng cao đó, nên những bạn nào mới quá thì chúng cũng không nên là khuyến khích chơi cái buổi tập ngày chân này ha. Rồi đó là một superset, nhớ là chúng ta sẽ đi 6 set. Và tiếp theo nữa là một bài ác mộng Quad Fit Touching 2 Point Out, là 4 set nhưng cho 50 rep luôn. 50 rep đó bạn, nghĩa là chúng ta sẽ có tận 200 rep cho cái bài này. Thì mấy bạn, cái bài này đó là cái mục đích là chúng ta sẽ đứng hai cái bàn chân hẹp lại với nhau và hai cái gót chân của chúng ta sẽ chạm vào nhau luôn nha, nhớ là chạm vào nhau, và hai cái mũi chân chúng ta sẽ chĩa ra ngoài. Và bài này lại tiếp tục yêu cầu mấy bạn là có một cái mobility, cái độ cổ chân, cái độ mà linh hoạt của cổ chân rất là nhiều nữa. Thì bài này chúng ta nó sẽ tác động tương đối nhiều vào cái cục VMO ha, là cái cục giọt nước của chúng ta đó. Và nói chung là nó ăn toàn bộ vào phần quad, là cái phần đùi trước của chúng ta. Thì mỗi bài nó sẽ có một cái phần tác động nhỏ vào những cái nhóm trên cái đùi trước của chúng ta ha. Thì đó, chúng ta sẽ đi cái này 4 set và 50 rep. Thì thật sự là cái bài rất là mệt luôn, rất là mệt. Thì cái một cái tip nhỏ đó là mấy bạn nhớ cứ đếm 10 rep từng cái một. Chúng ta không cần phải đếm gấp ha, cứ 10 rep. Và chúng ta đi đếm 5 lần như vậy thì chúng ta có thể đi được 50 rep. Và giữa 10 rep đó mấy bạn có thể nghỉ giúp cho chung là từ 2 đến 5 giây gì đó, đứng thở đơn giản thôi. Đứng thở ra và chúng ta tiếp tục 10 rep tiếp theo. Không cần chúng ta phải gấp quá. Ok. Yo. Thì đây là bạn PT mà trực đêm ở đây rất là siêng.
trực trực đêm mọi đêm luôn, trực đến sáng mấy giờ sáng, 6 giờ sáng đúng không, 6 giờ rưỡi là yoga luôn, 6 giờ rưỡi là yoga luôn. Wow, thì rất là siêng ha. Yeah. Thì bạn nào tập ở The New Gym thì The New Gym ở đây thì sẽ gặp bạn này mỗi đêm. Và có An nữa đúng không? Có của bạn nữa. Ok. Shout out. Sau đó là chúng ta sẽ đến với cái bài leg extension đơn giản thôi. Thì đó như bài finish cho đùi trước thì đó là 4 set nhân cho 15 rep ha. Thì giống như là chúng ta nãy giờ chúng ta đang tập vào đùi trước khá là nhiều. Cho nên là cái bài này nó sẽ như là bài finisher gì đó, là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi kết thúc cái đùi trước bằng cái bài này rất là tốt. Và mấy bạn có thể đá 15 rep cũng được, hoặc là có những cách chúng ta để đá những bài này để kết thúc cái trò tới chỗ này là mà để dứt điểm luôn cả cái đùi trước luôn á. Thì mấy bạn có thể đá tới fail, rồi mấy bạn có thể đá đủ kiểu hết. Có một cái kiểu cũng rất là hay, nhưng mà bây giờ chú không biết miêu tả với bạn sao. Mà cũng rất là, có một cái vlog cũng lâu lắm rồi nên chung đã làm cái đó rồi cũng ngày chân luôn. Nhưng mà chắc là chung sẽ vào cái ngày chân tiếp theo chung sẽ thử cái đó lại, vì chung cũng không nhớ lắm ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua cái một bài đùi sau ha, duy nhất. Mấy bạn cũng có thể add thêm cái Romanian hay là stiff leg deadlift gì đó trước cái bài này hoặc sau gì cũng được. Nhưng mà trong giáo án thì không có, nhưng mà tại vì mấy bạn có thể sợ bằng mấy bạn đùi sau quá, cho nên là mấy bạn có thể add thêm được. Nhưng mà cái bài này cũng khá là volume, khá là cao rồi, 6 set lận. Mấy bạn có thể thấy nãy giờ cứ 6 set quá trời luôn. Thì bây giờ là 6 set nhân cho 12 rep ha. Đó, còn mấy bạn nào nhớ là lên chúng ta có tempo hết đó, chúng có ghi tempo hết đó nha. Mấy bạn nhớ chú ý cái tempo giúp chung. Như cái bài đùi sau nãy là chúng ta sẽ lên squeeze và xuống squeeze. Rồi cái bài này là abductor machine, nó sẽ tập cơ bên trong đùi trong của chúng ta ha. Cái này là chúng thấy nhiều bạn cũng khá là bỏ lỡ trong cái ngày chân, thì chúng nghĩ cái máy này không chỉ dành cho con gái không đâu, con trai chúng ta tập cũng rất là ok luôn. Nhớ là chúng ta có thể tập được nha, đừng có ngại, cái bài này rất là tốt luôn á, nó vào đùi trong chúng ta rất là tốt luôn, nó build một cái, nó sẽ xây dựng một cái cơ đùi nhìn nó hoàn toàn diện hơn. Thì chung prefer là chơi cái bài này hơn là cái bài mà banh ra. Cái bài banh ra chúng ta có thể nhiều bài để chế lắm, chỉ tác động vào phần glute là cái phần đùi sau. Ok, thì đó là cái bài cuối cùng của cái buổi tập chân ngày hôm nay. Thì hy vọng bạn có thể vượt qua được cái ngày chân này. Khi sao? Ê, thì bây giờ là chung mới tập xong ngày chân, thì bây giờ là sẽ đi về và ăn nốt cái meal cuối cùng và chuẩn bị cho thứ hai để ngày mai đi làm. Thì bây giờ là cũng gần 1 giờ sáng. Thì ok, chắc là chung sẽ kết thúc cái vlog này ở đây ha. Và hẹn gặp lại mấy bạn ở vlog sau. Peace. Peace out. Nhớ like, share và subscribe cho chung. Yo. Là chúng đang đi ăn thì anh đang tàn có thể đúng không? Ừ. Vậy anh đang đi xem đi tàn. Anh đang đợi với giọng hơi lớn. Hai các bạn. Quay nữa hả? Ú, hôm nay nâng cấp hả? Nâng cấp một chút. Dạ. Ở đâu ra vậy? Hàng tại chợ. Ủa này. Ê, em quay em nhớ xóa một chút. Cái này nó xóa sẵn rồi. Vô ngồi với anh Hiệp. Em thích ngồi kế anh Hiệp thôi. Ê, thì bây giờ con mới tới quán đồ nướng thì bên đây có sẽ ăn đồ nướng. Ê, mở cái đồ chấm là một người ra, xếp cái đồ chấm một người vô hai chỗ. Đúng rồi. Cứ để sang một bên đi rồi em dọn hết.